Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với bản tin hóng trên kênh Mộc Ngọc TV. Và mình là Trường An, cùng mình cập nhật những thông tin mới nhất và hot nhất ngay sau đây nha. Những ngày gần đây, dư luận xôn xao thông tin vợ chồng Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, bị bắt vì tội cưỡng đoạt tài sản và cố ý đánh người gây thương tích. Vụ việc lớn đến nỗi Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu mở rộng điều tra các dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính xã hội đen của đối tượng này cùng đàn em, xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Ngay khi Đường Nhuệ bị bắt, mọi thông tin về các mối quan hệ của đại gia này dần được hé lộ và gây nhiều chú ý. Sau loạt ảnh vợ chồng Đường Nhuệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ Việt, mới đây mọi người cũng khá bất ngờ khi được biết Việt Hoàng, em trai của Sơn Tùng MTP và ái nữ nhà đại gia Thư Đường có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Trong loạt ảnh vừa bị đào mộ cho thấy, Việt Hoàng và tiểu thư họ Nguyễn thường xuyên cùng nhau đi ăn uống, đi chơi. Ở một số khoảnh khắc, họ không ngần ngại ôm vai, bá cổ. Qua đó có thể khẳng định mối quan hệ giữa em trai của Sơn Tùng MTP và ái nữ nhà Đường Nhuệ khá thân. Ngoài thân thiết với em trai của Sơn Tùng, con gái của Đường Nhuệ còn quen biết với nhiều người nổi tiếng khác như cầu thủ Đoàn Văn Hậu, ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Mật Ngọt TV để luôn cập nhật những thông tin mới nhất và hot nhất trong ngày nhé. Và mình là Trường An đến từ bản tin hóng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong bản tin lần sau.